Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 5 giờ sáng của ngày Chủ nhật, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2023. Và clip này thì tôi lại chia sẻ với các bác về ngành điện, một cái ngành có thể nói rằng là rất nóng ở trên kênh Trang Trang TV. Tuy nhiên vẫn phải tâm sự trước với các bác, thật sự rằng là kênh bị tấn công rất là mạnh. Và tôi không hiểu được là tại sao mỗi lần khi nói về những cái vấn đề này thì có vẻ như là ai đó không thích lắm. Cho nên là kênh Trang Trang TV bình thường thì gọi rằng lượt view như thế này, nhưng sau đó thì bây giờ nó rất là kinh khủng, có thể nói rằng là thấp một cách khủng khiếp. Các bác xem những cái video gần nhất với cả những cái video mà hiện tại đang xem là có thể đoán được ngay rằng là chắc chắn là có một cái bàn tay nào đó thao túng ở đằng sau. Tôi cho rằng trong cuộc sống thì nhiều người cảm thấy rằng là e sợ, e ngại khi mà dám nói lên cái sự thật. Hoặc là một số người nào đó họ cho rằng là cái việc nói lên sự thật là không tốt cho uy tín họ kia vân vân. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta nhìn rõ sự thật, nói đúng sự thật và đánh giá đúng sự thật thì chúng ta mới có được cái giải pháp tốt nhất, thực tiễn nhất để mà giải quyết những cái vấn đề tồn tại trong cuộc sống. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đó đã nói ba cái câu đó và từ đó thì khởi động lên một cái chương trình đổi mới. Và từ đó thì chúng ta có thể thấy rằng là phát triển rất là mạnh bởi vì nó phù hợp với thực tiễn. Có thể nói các bác ngày xưa dũng cảm hơn bây giờ rất là nhiều. Nhiều người bây giờ vẫn bị một cái bóng ma ám ảnh và họ chỉ thích nói theo một chiều chứ không thích nói theo hai chiều. Bởi vì chia sẻ với các bác thế này. Ngày hôm qua thì sau phiên họp chính phủ thường kỳ của chính phủ thì có cái buổi họp báo. Và ngay sau buổi họp báo thì có một thông tin đó là khởi tố 5 bị can thuộc cái Cục Điều tiết Điện lực và EVN. Cục Điều tiết Điện lực thì trước đây là A0 và cũng thuộc EVN luôn và mới chuyển về Bộ Công Thương thôi. Vậy thì khởi tố 5 cái đối tượng này, 4 đối tượng này thì xin thưa với các bác rằng là đó là những cái điều mà người ta nhìn thấy từ trước. Ngày hôm qua thì khi trả lời về báo chí, Văn phòng Chính phủ trả lời báo chí thì Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước và Thứ trưởng Bộ Công Thương là Nguyễn Sinh Nhật Tân thì cũng đều đã trả lời những câu hỏi của phóng viên khi mà nói về vấn đề ngành điện. Và hầu hết những cái vấn đề mà được trả lời trong buổi họp báo ngày hôm qua thì kênh Trang Trang TV đã nói cách đây nhiều năm rồi. Và đó là những cái hoài nghi rất là rõ ràng. Rất là rõ ràng. Và đến bây giờ nó được xác nhận một cách có thể nói là từ những người có thẩm quyền cao nhất. Đó là cái việc mà đầu tư về lưới điện, đó là cái việc mà nguồn dự trữ, nguồn cung để mà điều tiết điện lực. Đó là những cái vấn đề sai phạm liên quan tới việc mà cắt điện ở trong cái thời điểm năm ngoái. Đó. Để chúng ta thấy rằng là cắt điện trong thời gian vừa rồi, đó. Cắt điện một cách khủng khiếp, mất điện diện rộng. Thế thì đó có phải là một cái điều mới mẻ gì không? Tôi cho rằng là không. Không, bởi vì đến một kẻ tầm thường là một kẻ YouTuber như bọn tôi mà đã nhìn ra được cái điều đó thì rõ ràng là các cơ quan chức năng người ta không thể không nhìn ra được. Cái vấn đề là có nói đúng hay không và có dám xử lý đúng hay không. Cái việc động tới ngành điện trong ngày hôm qua đó như là một cái cơn địa chấn trong ngành điện khi mà người ta đã thông báo là nguyên chủ tịch hội đồng thành viên và là tổng giám đốc là ông Nhân thì đã bị đề nghị khiển trách cùng với rất nhiều tập thể và cá nhân khác. Đó là một cái quả nó gọi rằng là rung chuyển ngành điện luôn. Và ngay sau đó là thông tin khởi tố bắt tạm giam liên quan đến lĩnh vực là mua bán điện và điều tiết điện lực. Mua bán điện là bên EVN, còn điều tiết điện lực thì là bên A0. Thế thì trước đây A0 thì cũng thuộc EVN luôn. Và người ta đều thấy rằng là tất cả nó đều có một cái mùi nào đó. Một cái mùi nào đó. Bởi vì khi mua bán điện thì liệu rằng là có cái sự công bằng, khách quan, công minh, chính trực hay không?
Bởi vì nhiều khi là quen thân nhau. Quen thân nhau là xong. Đó. Các bác tưởng tượng thế. Bây giờ có mấy cái nhà máy điện mặt trời, điện năng lượng tái tạo vân vân gì đó. Thế thì mua của ai? Đúng không ạ? Mua của ai? Rồi đấu nối điều tiết thế nào? Thì tất cả những cái chỗ này nó đều cần một cái bàn tay thao túng. Trong đó hệ thống thậm chí rằng có người là chuyên viên công nghệ thông tin. Tức là phải am hiểu rất sâu. Bên A0 thì xin thưa các bác đều là những nhân tài có thể nói rằng là quái kiệt cả. Những người làm ở A0 thì trình độ phải vô cùng cao. Thế nhưng mà thật đáng tiếc, bây giờ một số người bị bắt giam rồi. Bị bắt giam rồi. Và không biết rằng là trong cái quá trình điều tra về cái tội phạm mà liên quan tới cái tội là lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thành công vụ, thì liệu rằng có ra ai nữa đằng sau hay không thì chúng ta còn phải chờ. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là động tới ngành điện là một ngành có thể nói rằng là rất căn bản của cuộc sống, và đây là một ngành vô cùng quyền lực. Các ngành khác có thể bị sờ tới rất sâu như ngành y tế, thậm chí là bên giao thông vận tải, nhưng mà ngành điện thì lâu lắm rồi chúng ta mới thấy rằng là có một cái sai phạm ở mức độ là quy mô lớn như vậy. Và chúng ta tự hỏi cái trách nhiệm này thuộc về ai? Rõ ràng những cái vấn đề này, những bất cập này nó đều từ ở những cái nhiệm kỳ trước, và nó diễn ra một cách có hệ thống. Đó, có hệ thống chứ không phải tự nhiên nó như vậy. Vậy thì đứng sau tất cả chuyện này là cái gì? Đúng không ạ? Tại sao ngành điện luôn lỗ? Tôi cho rằng lỗ là đương nhiên, là hợp lý. Nhưng mà các khoản lỗ tự hạch toán thế nào thì nó mới là cái vấn đề. Tại sao mà đầu tư lưới điện thì lại đầu tư có bằng một nửa thôi, trong khi đó cấp phép các nguồn điện thì lại tăng gấp rất nhiều lần? Có công bằng hay không? Có công bằng hay không? Hay rằng là họ mồi ra chỗ đó để mà lấy được một cái miếng bánh nào đó nó to hơn. Tự dưng lại có một vài công ty lại muốn rằng là đầu tư cái lưới điện. Kỳ lạ không? Và đó là một việc vô cùng nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Thật sự mỗi khi nghĩ lại cái điều này, tôi cảm thấy rằng là gai ốc nó nổi lên khắp người. Tôi tự hỏi rằng là một số vị lãnh đạo thời đó, họ có bao giờ họ nghĩ cho đảng, cho nước, cho dân hay không? Thật sự mình nghĩ mãi. Lên được một cái chức vụ như thế, nó không phải là dễ dàng. Càng lên cao thì càng phải có trách nhiệm. Càng phải lấy cuộc sống của người dân, của doanh nghiệp ra để mà đảm bảo cái lợi ích tối thượng cho Tổ quốc, cho đất nước. Có ai nói xấu hay làm mất uy tín của anh được đâu, nếu các anh không làm sai. Mà kể cả các anh có làm sai đi chăng nữa, nhưng nếu các anh biết nhận sai và tích cực sửa chữa thì người dân vẫn vẫn tin mà. Hãy để cho dân biết, biết dân bàn. Những kênh của bọn tôi là dân biết, dân bàn. Và đặt ra những cái dấu hỏi hoài nghi đối với cả một vấn đề của đất nước, của Tổ quốc. Để từ đó lật tẩy ra những cái thủ đoạn của những cái kẻ xấu xa. Đó là một cái điều tốt, không phải là một cái điều xấu. Các bậc lão thành trước họ đâu có ngại gì đâu. Từ bác Nguyễn Văn Linh, rồi là từ bác Phan Văn Kiệt, rồi bác Sáu Khải, bác Phan Văn Khải đều mong muốn rằng là báo chí, rồi người dân phải lên tiếng để giúp đảng, giúp nước trong những vấn đề này. Phải nhìn đúng sự thật, nói đúng sự thật và đánh giá đúng sự thật. Trong vụ PM18 hay các vụ khác, chưa bao giờ bác Sáu Dân hay là bác Sáu Khải có ý kiến gì chỉ đạo đối với cả là bên báo chí. Chỉ có sau khi mà báo chí bị vùi dập sau vụ PM18, tiếng nói của người dân bị đàn áp sau vụ PM18, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng là tham nhũng nó phát triển kinh khủng khiếp như thế nào. Tức là nếu không có cái sự giám sát của người dân, không có cái sự ánh mắt nhìn của người dân vào các hoạt động của các vị đó, thì chắc chắn tham nhũng tiêu cực sẽ xảy ra. Vì vậy thì đáng nhẽ phải khuyến khích những cái kênh chính luận, những cái lời góp ý, thì ở đây họ lại làm khác hẳn lại. Tôi không hiểu tại sao mà kênh của mình cứ lên một phát là nó lại trở thành một cái vấn đề. Một ai đó sợ chăng? Nếu sợ thì đừng có làm sai.
Bởi vì anh làm đúng thì không chỉ người ta còn không chỉ người ta ấy, không nói anh, và thậm chí người ta còn khen anh. Và tên tuổi của anh sẽ đi cùng năm tháng lịch sử của Việt Nam. Chỉ khi các anh làm sai thì các anh mới sợ mà thôi. Hôm qua thông tin của ngành điện bước đầu được đưa ra vẫn chưa đầy đủ. Và cái mức đề nghị kỷ luật đối với vị nguyên chủ tịch và vị tổng giám đốc là mức độ khiển trách thì nó cũng chỉ là một cái mức độ rất nhẹ nhàng. Tôi hy vọng rằng là cơ quan điều tra sẽ đào sâu hơn vào những cái lĩnh vực. Và đặc biệt, khi nhìn vào đó thì phải nhìn ra được cái âm mưu của đằng sau. Và nhìn ra được cái rủi ro ở đằng sau. Rằng là an ninh quốc gia có bị đe dọa hay không đối với một số cái thao túng của ngành điện. Mình phải đặt câu hỏi như thế. Để thấy rằng là cái tầm quan trọng của vấn đề nó như thế nào. Đúng không ạ? Buổi sáng không biết tâm sự với các bác điều gì về ngành điện. Tôi thì vừa nói xong, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích ở trong một số thời gian khác nha. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.